Dạ, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì cũng đã rất là lâu rồi mình không có quay cho quý vị xem những cái tiết mục lân đặc sắc. Thì hôm nay có dịp mình về đây nè quý vị, thì thấy anh em bên đoàn lân Kỳ Anh ở Phú Tân, hình như anh em đang tập lân, lại có một cái vàng Mai Qua Thung mới nè quý cô chú anh chị ơi. Thì sẵn đây mình đã vào bên trong coi anh em tập như thế nào. Thì nghe nói cũng sắp đến cái dịp lễ đình gì rồi, cho nên là anh em cũng đang ráo riết người tập đó. Thì để không cho quý cô chú anh chị và các bạn chờ lâu, thì bây giờ chúng ta cùng vào bên trong mình xem ha. Đây là cái không khí cái tập nè. Lại thấy đông quá ha. Rồi đây là chắc là lính mới nè quý vị, các lính mới vô tập. Thành viên nhỏ nhỏ không à.
Phập. Ủa sao bạn này đánh nữa hả? Rồng đèn nào cũng vậy ha. Có thể thấy con rồng này khá là đặc biệt luôn. Đây có thể nói là con rồng đèn và độc nhất Việt Nam nè quý vị. Ui, một cái vàng đèn led. Cái này chắc có thể là cả ngàn cái bóng đèn led luôn quý vị. Còn cái khúc cái đuôi rồng là riêng nữa nè quý vị. Đó. Để một hồi anh em ráp xong rồi quay cho quý vị xem ha. Vậy là nó bị ngay cái khúc này nó bị gì nè, cho nên là anh em không có cầm lên mà múa được. Đẹp ha, cách quay vậy cho quý chú anh chị và các bạn xem luôn. Cái này là cái đầu hả? Đầu. Đây là cái đầu của Khuyên nè. Này là mà cho màu khác được không? Được anh. Cần màu gì? Cần cần màu đó. Màu này được không? Màu đen. Màu xanh nữa anh Đoàn. Đây là màu vàng. Vàng. Màu xanh lá gì anh Đoàn? Này nào mấy màu? Được mấy màu? Không biết nữa. Quá nhiều màu. Nhiều màu ha. Cái màu đỏ cho nó cho nó nhảy remix nè.
Em bắt chớp chớp rồi dễ dữ lên. Cái này chớp nhẹ ha. Đó, chớp nhẹ. Đó. Ồ, cái hiệu ứng này đẹp nè. Chim gia ơi, chó. Chim gia làm trên cho bác. Chim gia làm trên đây hả? Đó. Giờ mà không biết bao rồi, phải tính đi đúng giờ. Rồi. Hết remit. Ừ, nên chớp lẹ nè. Mai dình nhảy mộng động bắt. Con mắt hay màu đỏ đó là ok luôn. Mắt nó có màu mà hết pin rồi. Mắt riêng, sợi pin riêng. Đây là màu màu đỏ, màu rồi này tiết một quơ rồng thường. Đây là tiết một múa gồng ngược. Gồng nó bị